tài xế lái xe cấp cứu giả chặt chém bệnh nhân. Sử dụng xe cứu thương giả, nam tài xế chở bệnh nhân với quãng đường khoảng 4 km nhưng lấy giá 3,5 triệu đồng. Ngày 11 tháng 8, Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bàn giao N.D.T. 31 tuổi, ngụ quận 12 và ô tô 16 chỗ cho Công an quận Tân Bình làm rõ, xử lý về việc làm giả xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân với giá cắt cổ. Trước đó vào sáng ngày 10 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tài xế xe cứu thương biển kiểm soát 51B-321-49 chở bệnh nhân từ quận Tân Bình đến bệnh viện Chợ Giấy và yêu cầu người nhà phải trả 3,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 4 km. Nhận thấy tài xế có dấu hiệu lợi dụng thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội để trục lợi, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo đến Công an thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp truy tìm xe cứu thương trên. Chiều cùng ngày, Công an phường 15, quận 8 tuần tra trên đường Lương Hữu Phước thì phát hiện ô tô màu trắng có hình dáng giống xe cấp cứu gắn biển số như thông báo nên yêu cầu dừng xe. Qua làm việc, tài xế khai tên T và không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe nên tổ công tác tạm giữ người và phương tiện để xác minh làm rõ. Bước đầu, T khai nhận được một công ty vận chuyển cấp cứu có trụ sở tại thành phố Thủ Đức điều phối đi nhận bệnh nhân COVID-19 tại phường 15, quận 8. Giá cả vận chuyển do người nhà bệnh nhân thương lượng với công ty. Trên xe không có bác sĩ và nhân viên y tế đi theo và khi bệnh nhân có sự cố về sức khỏe thì T tự xử lý. Ngay sau đó, Công an quận 8 đã phối hợp cơ quan y tế địa phương xác định tình trạng sức khỏe bệnh nhân, hỗ trợ chuyển xe cấp cứu và phân công lực lượng đi cùng đưa bệnh nhân đến bệnh viện Gia Định. Cơ quan công an xác định ô tô trên thuộc dòng 16 chỗ, nhưng tài xế đã cải trang thành xe cấp cứu và gắn biển số giả để vận chuyển bệnh nhân.